Ngày 31 tháng 5 năm 2023, Công an huyện Gò Dầu đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bị can Võ Hoàng Phi, 28 tuổi, ngụ xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại khoản 4 điều 174 Bộ luật hình sự. Theo Công an huyện Gò Dầu, đối tượng Phi là dân hành nghề cò đất, thường hoạt động trên địa bàn huyện Gò Dầu. Từ năm 2022, trong quá trình hành nghề, Phi đã có hành vi gian dối bằng hình thức thỏa thuận mua đất và đặt tiền cọc cho chủ đất, rồi đem bán thửa đất đã đặt cọc cho nhiều người với giá cao hơn để chiếm đoạt tiền đặt cọc của những người mua đất. Nhiều người đã bị Phi lừa với số tiền trên 3 tỷ đồng. Sau thời gian điều tra và củng cố hồ sơ, Công an huyện Gò Dầu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua vụ việc trên, thiết nghĩ người dân khi thực hiện giao dịch mua bán đất phải tìm hiểu kỹ để tránh các tình trạng đối tượng lợi dụng, lừa gạt, chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Gò Dầu thông báo các cá nhân tổ chức nào có thông tin, tài liệu liên quan đến vụ việc lừa đảo của bị can Võ Hoàng Phi thì liên hệ Công an huyện Gò Dầu để được hướng dẫn.